cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần Lazada và ở cái chương đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổng quan của Lazada. Thì đầu tiên đó chính là sự phát triển của các sàn và và mình sẽ check thử cái lưu lượng truy cập của sàn Lazada nha. Thì đầu tiên, đây là cái trang chủ của Lazada thì có cái domain là lazada.vn. Thì tí nữa mình sẽ nói tổng quan về cái trang này. Thứ hai, à, đó là một bài báo nói về cái gọi là ai giữ ngôi vương về cái lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam thì đứng đầu đó chính là ông Shopee, thứ hai là Tiki, thứ ba là Lazada, thứ tư là Xen đỏ Còn những trang ở dưới thì mình sẽ không kể đến ở cái khóa học này. Thì bài báo này viết vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 thì hiện tại cái vị trí và cái lưu, lượng truy cập nó cũng đã khác rồi. Thì ở đây là mình có check thử ở trên trang similar web Thì ở đây trang Lazada. Lazada có thứ hạng là 29. Rồi đây là lưu lượng truy cập của nó thì về con số này có thể là không chính xác hoặc là gần chính xác thôi. Thì lưu lượng của nó là 24,74 triệu, còn đối với Shopee là 33,62 triệu trong một tháng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt qua cái trang Lazada xem thử nó có gì trong này nha. Thì đầu tiên bên tay trái chúng ta đó chính là về cái ngành hàng. Hiện tại ở Lazada có rất nhiều ngành hàng khác nhau. Ví dụ như thiết bị điện tử, phụ kiện điện tử, vân văn cho tới ô tô, xe máy, thiết bị định vị, vân vân. Còn ở đây đó chính là ảnh bìa của trang Lazada thì ở đây nó sẽ có những chương trình hoặc là những ưu đãi khác nhau và nó sẽ cho lên trên ảnh bìa này xuống dưới nó sẽ có thêm một ảnh bìa cực kỳ hấp dẫn khác và phía dưới này nó sẽ có những cái là mua mà giảm giá rồi các cái khác nữa rồi một cái mà không kém phần quan trọng ở mỗi sàn khác nhau đó chính là cái lưu chấp nhóm hay gọi là flash sale ở bên uh, sen đỏ thì ở cái điều chấp nhóm này nó sẽ bán tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy rất nhiều thứ rất nhiều chủng loại khác nhau rất nhiều ngành hàng khác nhau thì về chuyên sâu cái ở cái điều chấp nhóm này thì mình sẽ nói tới cái bài điều chấp nhóm của Lazada ở dưới này sẽ có cái mục là tìm kiếm phổ biến đây là những cái sản phẩm mà người dùng hay tìm kiếm ở trên trang Lazada này ở dưới đây là bộ sưu tập cái này rất là thú vị nó sẽ nhóm những cái ngành hàng hay là những cái sản phẩm có đặc tính chung lại với nhau thành một cái gọi là cái bộ sưu tập ví dụ như trong ghế văn phòng sẽ có những sản phẩm liên quan tới trong văn phòng chẳng hạn vậy ở dưới đây là Lamo là sẽ có những thương hiệu về gian hàng chính hãng ở trên này. Chúng ta bấm vào xem thêm sẽ có rất nhiều cái những cái gian hàng chính hãng ở trên Lazada. Đây ở dưới đây có rất nhiều. Nó sẽ show ra cái cho chúng ta cái phần sản phẩm nè, rồi à, những cái nhà bán hàng chính hãng, những cái gian hàng chính hãng ở trên đây, ví dụ như là à, thiết bị gia dụng nè, thời trang du lịch nè, có rất nhiều. Tiếp theo là danh mục ngành hàng. Ở đây nó sẽ show ra những cái danh mục ngành hàng, nhưng mà nó cũng sẽ show một cái gọi là tinh ý hơn, đó chính là những cái ngành hàng mà đem lại doanh thu cao hoặc là bán chạy. Rồi ở dưới cuối cùng đó chính là cái mục là dành riêng cho bạn. Cái mục này nó sẽ hiển thị theo cái sở thích hoặc là cái uh, tìm kiếm của bạn thì nó sẽ hiển thị ở dưới cái dành riêng cho bạn này. Rồi ở dưới chân trang đó chính là một cái banner hấp dẫn khác. Và dưới đây thì sẽ có những cái uh, ví dụ như là dịch vụ giao hàng chứng nhận hay là những cái thư mục khác nữa rồi đó là về cái phần tổng quan của lazada